tiếp tục đạp ga, có thể chuyển như trong, mọi sẽ nhanh phải giùm thầy. Rồi lại vô, đúng. Hello cả nhà, hiện tại mình đang trên con đường quốc lộ Võ Nguyên Giáp đó. Rồi mình điện dẫn đi thẳng tiếp, đạp cái nhẹ lên cho thầy. Sáng sớm giờ này ta phải ngủ nướng này, giờ này mình đi bắt đi bộ tụt lại. Thì ở đây nó có nhiều làn hỗn hợp, hai làn hỗn hợp và thu phí tự động ha. Mình cứ vô làn thu phí tự động rồi mình cứ đi thẳng lên. Cái nào mà đánh dấu ít á là mình không được vô ha, cái nào màu xanh á thì mình vô. Đó, muôn thẳng ra nhẹ rồi đi tiếp. Cái nguyên tắc là cái bàn chân phải mình chính giữa, nằm giữa hai cái mũi tàu là mình đi thẳng vô thôi. Rồi để bên trái có xe hộp, rồi tiếp tục đi thẳng rồi để ý thôi, lắc dữ vậy. rồi đi thẳng lên. Ở trên thì ta đang sửa cầu ha. Tiếp tục đó, cái bạch liền là không được lấn ha. Đó, đây là cầu gạch chiếc nha các bạn, cầu gạch chiếc. Mình sẽ đi vô Mai Chí Thọ bạn. Nãy bữa là trước là đi Đỗ Xuân Hợp rồi, giờ mình đi con đường khác, tập cho nó quen nhiều thứ. Lúc này lên trên đó mình sẽ chuyển làn vô nha, ở trên tôi cái trên. Ở đây bạch liền rồi, thấy không? Cho vô lên trên mình vô. Vô đây cũng được nè, mở xe nhanh phải, hết bệnh liền nè. Đâu mà mở xe nhanh phải đi. Rồi, vô. Dạ, không có kỹ, mình vô được, bình thường. Lên trên kia mình vô cũng được ha. Đâu mà lên cầu. Nếu đúng ra, nếu không có mình thì các bạn lên trên đây các bạn quẹo vô nha. Tại vì cái đường, cái vẹo, vạch đó nó mờ. Mình còn ý kiến mình nói được nha. Lên cầu thấy không? Thấy cầu không? Thấy đường rút trong không? Đó, đừng lộn nha. Để cho anh công này qua, rồi đi theo anh xe 51 đó nè. Đi, đạp ga lên. Nhẹ nhẹ vô. Nghiêng lái vô dần dần. Rồi đi tiếp. Đi đi, đạp ga. Đó, đi theo anh công nè, thấy không? Tại cái đèn mình bên đây, còn đèn ở trong kia là của xe con máy. Đèn này. Tốc độ thì chỉ có 30 rồi, ha, cẩn thận nha, chậm lại chút xíu. Các bạn thấy tốc độ không? Thấy không? Nó có G cao. Cái đường hồi nãy nếu mà các bạn chuyển trước cũng được nha. Từng giờ. Rồi tiếp tục. Cái đường nãy là bạn nhập làn vô trong phía trong trước, các bạn không đi giống như bên mình là phía bên trái, tại vì cái cầu đang sửa ha. À, rồi. Đúng ga hồi nãy, rồi cứ đạp ga nhẹ chút xíu. Ở đây có máy bắn nha các bạn. Tốc độ nào cao vượt là lụm nha, nó trước. À, rồi hết giới hạn 30 kìa, đạp ga lên. Nên mọi người nhớ chú ý nha. Tại vì cái đó vẽ đến đó nó ngưng à, nó ngưng nó không vẽ nữa thì có phải là giống như nó mờ quá, nó đứt khúc rồi đúng không, mình di chuyển được nha.
Cái này là mua lột sách lược. Đây đi, làm cái nhẹ. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Rồi, đạp ga lên. Cái này là nếu là phạt nguội á. Đây. Đó, ý là nó bán tốc độ á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đạp ga lên đi. Đó, nhanh. Ở đây mình được 80. Phạt nguội chứ. Trên đó là cái máy nó là nó bắn thường xuyên mà. Cái đó nguy hiểm. Có 30 km/h thôi. Bò cái lết vậy. Nguy hiểm này thầy, để ý cái này lắm. Đúng rồi. Chút xíu em sẽ quẹo trái. Mình đi mình học thêm. Mình đi kiếm thêm những cái đường mới. Không lỡ đường đổ xuyên hợp nó bị kẹt hay đang làm đường hay sao. Đúng chưa, rõ ràng. Chứ không phải là các bạn cứ muốn đi một cái con đường nào các bạn đi hoài. Mà phải tìm tòi thêm. Đi thêm. Thẳng lên. Nó có một cái làn quẹo trái nữa. Hai làn quẹo trái là yên tâm. Đó, công nó đi vậy đó ha. Cứ đi thẳng lên rồi mở xi nhan trái vậy thôi. Tại cái xe kia không biết thì cái làn bên đó. Còn ông này cũng chèn ngoài giờ cũng thẳng nha. Đúng rồi. Mình bọc sau nó thấy không. Đó, rồi nghiêng qua. Này chua mình đi hơn người ta nhờ vậy đó. Nghiêng qua chút xíu. Thấy không. Đúng rồi, đây có một cái làn nữa. Thấy chưa. Tại người ta không để ý thì người ta không biết. Đó thấy không. Chứ mà không biết để ý là mình sẽ đậu nó hoài luôn. Giờ người ta đi ngủ, giờ đi chơi. Nay là cuối tuần nha các bạn ơi. Chèn dữ hơn nữa. Nha. Ủa thầy là đang ở quận mấy? Tân Phú, Bình Tân cũng có. Nha. Cái xe kia người ta có hai làn, mình chèn ông của nội nó còn chèn dữ hơn nữa. Cũng đang đậu nó cũng ra ngoài á. Thầy đó. Đậu đứng lên công nó lại nó vớt cái đít luôn nó lúc đó khóc. Rồi đi. Đi theo ông. Đúng rồi, đạp ga lên. Đều ga. Đó. Đúng nhỉ. Đó, đạp ga thấy sáng sớm rồi có giao thông đứng vui à. Đạp ga đen. Đó, đi theo xe chiếc Fortuner đó thấy không. Đúng rồi. Rồi tiếp tục. Đó, thấy mà anh đứng không. Mẹ anh sang đứng như này. Đứng ngay góc đó đó. Đi lên là lầm. Ủa bắt, đi cái, tiếp. Bắt cái gì vậy thầy. Bắt bên kia. Chạy lộ chạy đi. Bắt kia. Mệt. Rồi đi tiếp. Bắc bên kia đó, cái làng người ta kêu quẹo phải đó, mà cứ đi thẳng á, rồi đạp ga lên đi em. Mạnh dạn lên. Sương mù quá trời luôn các bạn. Sương mù buổi sáng. Rồi đạp ga tiếp giùm thầy. Rồi chút xíu coi phía trong trống thì mình vô chậm nha, tại vì mình đi chậm ha. Rồi đạp ga lên, mở xi nhan phải giùm thầy vô đi. Đúng rồi. Tốc độ của mình là chỉ được 80 thôi nha. Ở trên giá lông mồm bạn sao nhớ lưu ý luôn giùm thầy luôn nha. Bạn sao nhìn nè, ở trên giá lông mồm nè thấy không. 80 là của có bản phụ đó thấy không. Bản phụ là xe con và xe khách. 60 là của xe tải và xe công. Nhớ nha, chứ không phải là làng này 60 làng kia 80 đâu nha. Rồi tiếp tục. Thì mình có 60 đập ra đi. Mình được 80 lần. Ừ, nếu mà em đi năm tốc độ 50 này đi ra Đà Lạt thì chắc khoảng là 12 tiếng tới nơi. Tụi em muốn tính sẵn rồi đó thầy. Rồi đập ga lên. Hôm nay mình đang kèm cho hai bạn nữ lên Đà Lạt nha các bạn. Một bạn đã đi bổ túc với mình một buổi rồi. Buổi sau cái là rủ ghê thêm một bạn nữa. Nó vào tem bổ túc ta lái của thầy Toàn.
cái tay còn hơi lắc nha, thả lỏng nha, đúng rồi, thả lỏng tay. Ở đây trước khi các bạn đi một cái quãng đường dài thì các bạn phải cần chú ý những gì trên cao tốc. Khi mình xác định mình đi trên cao tốc quãng đường dài thì mình thứ nhất là mình phải kiểm tra kỹ thuật xe, kiểm tra áp suất lốp xe có đầy đủ hết chưa, có bánh nào sao này nọ thấy không, và các bạn phải đổ nhiên liệu đầy hoặc là trên nửa bình là được. Và đặc biệt nữa là các bạn phải nạp tiền vô tài khoản ETC ha, tùy theo dù ETC cũng hoặc là của EBAC, mình là của EBAC, các bạn nạp tiền vô đó để đi ngang nó chờ chút thôi, các bạn sẽ đi mà vướng lại là bị lụm nha. Đó, bạn này là quen quen dừng chân lại đó, ổn định lại đó. Còn bạn sau nữa chút xíu mình sẽ thay đổi cho mỗi bạn chạy, bạn nào yếu cái phần nào mình sẽ đổi cho bạn ấy sẽ tập phần đó nhiều hơn. Khi đi học chung, dù bạn bè đi chung với nhau hoặc là ghép với nhau, đặt ra lên thì mình thấy cảm giác các bạn nào lái tốt thì sẽ nhường lại cho các bạn lái yếu, lái nhiều hơn chút để nâng cao khả năng lên cho hai bạn đồng với nhau luôn. Nhưng mà trước khi đó là phải hỏi đàng hoàng, chứ mà hai bạn quấn lộn mạnh lắm chia không đều, hai bạn quấn lộn nữa mà ha. Rồi tiếp tục, rồi trường hợp mà nếu hồi nãy mình đi mình cán cái vạch liền như vậy đó là mình lỗi gì, không tuân thủ vạch cái đường nha, 3 đến 4 xị thôi các bạn ha, không tuân thủ vạch cái đường. Lực thì nó ra này 80 chung ha, lực thì nó ra nhưng mà phải là biển báo là phải đúng đồng nhất hoặc là vạch cái đường phải rõ ràng. Có nhiều người khó cực kỳ luôn, này không đúng quy chuẩn người ta cũng đâu chấp nhận đó. Làm clip là làm clip thực tế ha, làm clip thực tế, cái gì sai mình nói sai, cái gì mình luôn lẹo thì mình luôn lẹo đọc ra luôn, nó phải rõ ràng đẹp, vạch mờ ảo ảo cũng được, biển báo mờ ảo ảo cũng được, báo theo quy chuẩn đàng hoàng. Còn cái làn khẩn cấp này tuyệt đối không vô nha các bạn, hay như có sự cố khẩn cấp hoặc là ban xe, bể bánh xe hay gì đó mình mới vô được vô nha cả nhà. Giờ này mới 5 giờ à, quan trọng là khung này là đến ngay trạm phí là tốc độ cho mình 60 không? Thì lúc này các bạn nhớ đi là đúng tốc độ dưới 60 nha các bạn. Và thứ hai nữa, bạn nào mà chưa có dán thẻ ETC thì các bạn cứ tấp vô bên phải ngay vô đèn chớp phải không, ở đó có người ta sẽ dán cho các bạn, tấp cái nhẹ mở xi nhan phải luôn đi theo xe 16 chỗ, xe công nó ra rồi, rồi mở lại xi nhan trái ngõ bên trái, đúng rồi, thành công ra vừa chạy. Nhớ nha, di chuyển ở trên cao tốc này các bạn nhớ mở xi nhan cho mình nha, rồi tắt xi nhan đi thẳng. Bạn nào mà em cứ đi thẳng, bàn chân phải nằm chính giữa. Bạn nào mà đi mà không chuyển xi nhan là nặng lắm nha, mấy triệu luôn á, rồi đập ga lên cho thầy, đập ga lên, đúng không? Đều luôn, đều, đúng vậy, nữa. Rồi em mở xi nhan trái lên cao cho nó từ từ vạch liền nha, rồi quan sát nó sao rồi đập ra tiếp.
Mấy anh công này làm cho bé nó hết hồn, nó lạng ghê được chứ. Rồi đâu ờ phản xạ dữ đi, cái công mới nhúc nhích tờ nhúc nhích thêm phải ớt rồi đập ga lên, cứ bình thường quan sát nó không? Rồi đập ga, ta ga ta cũng quan sát mình mà. Còn ta không quan sát thì bóp còi ha, nghiêng vô trong chút xíu rồi đập ga tiếp. Đúng rồi, em cứ đập đi, đập mạnh thì nó sẽ ù ga, nó nói đụng rồi rồi đâu, chứ không đạp sao nó lên đúng không? Đi giữa làng rồi cậu mình chạy trống không, mở sẽ nhanh chạy. Rồi cậu bên phải trống không, mở sẽ nhanh phải. Rồi khi em quan sát bên phải nhớ bẻ cái tay lái nhẹ qua bên phải chút xíu bên này luôn nha, tại vì em quan sát lại, em quan sát bên phải là cái tay nó hơi đảo nghiêng qua bên trái. Rồi đạp ga tiếp. Đúng rồi. Còn nếu không lên nổi nữa bấm OD off ha. OD off nút bình thường. Em lấy giữa làn đường, giữa tìm đường, giữa làn đường chứ đừng lấy giữa tìm đường, à, giữa làn ha. Các bạn lưu ý cho mình khi chuyển làn đạp ga lên nhẹ đều. Khi các bạn chuyển làn trên cao tốc các bạn phải quan sát bên sau nha, ở sau nha. Rồi em quan sát bên trái có xe không? Có đúng không? Cho nó qua trước. Rồi cho nó qua trước chưa? Rồi mở xi nhan trái, đạp ga theo. Đạp ga theo. Nữa. Tiếp luôn. Thầy có chỉ ha, khi quan sát bên phải là nhớ bẻ cái tay qua phải chút xíu ha, lên nữa mở xi nhan phải trước. Đúng rồi, rồi trống thì đập ga ngó trước không cần ngó sau. Khi các bạn mở xi nhan, các bạn quan sát các bạn mở xi nhan thì các bạn thấy trống này, các bạn cứ bẻ qua lăn qua nhẹ chút xíu rồi bạn ngó trước, các bạn đi luôn, không cần phải ngó về phía trước các bạn nha. Rồi từ đây ra Vũng Tàu là còn khoảng là 9 tiếng, chạm bớt lại rồi đầu 12 tiếng, giờ là còn lại 9 tiếng. Đà Lạt thầy ơi, ở Đà Lạt thì 9 tiếng. Đi Vũng Tàu ghét nhiễm Vũng Tàu luôn. Từ này đi Vũng Tàu chắc 4 năm lần hơn. Rồi liếc bên trái có xe không? Đột giờ tốt, nhớ bài lại là sáng sớm mà chưa nóng máy, giờ nóng máy rồi thấy không? Mình ngộ lắm nha các bạn, khi mà nữ học với mình á, khoan có xe sao tắt không cần qua, tại vì xe đó nó đi cũng đang đi nhanh mà đúng không? Nữ không lái thôi mà nó lái cứng rồi, lái chuẩn, lái dữ lắm, trời ơi
lái như siêu nhân gao. Cái xe này đang cũng đi nhanh ha, mình cứ đi đều, tại ở trên kia nó có một thằng tải nữa, mình phải phán đoán những cái tình huống trên đó. Và đặc biệt nữa là trên cao tốc là phải nhớ giữ khoảng cách an toàn và đọc những cái biển báo thông số để mình đi cho nó đúng lộ trình đó. Mặt Google Maps sẽ hỗ trợ mình rất nhiều. À, các bạn, sáng sớm là mình đi bộ túc tay lái như cả nhà, nâng cao kỹ năng tay lái. Vừa có ba mẹ đi theo ha, nay ba mẹ ở nhà, ba mẹ không đi chơi theo. Để sau có một bạn nữ nữa đó, thì hai bạn sẽ thay đổi nhau, thay phiên nhau để lái. Thì nhiều một bạn lái tốt thì sẽ nâng cao hơn nữa. Riêng học với mình là không có dù mà hạn chế ha, học nữa không mãi. Nên mình biết cái gì mình truyền đạt hết cho các bạn. Mình học thêm những cái gì kỹ năng hay hơn nữa mình sẽ truyền đạt cho các bạn. Giờ là giờ báo thức nè. Yeah, mời cả nhà tiếp tục nha. Mình sẽ đến trạm dừng chân. Các bạn nhớ cho mình những cái biển báo thông báo này nè ha. Những cái biển báo thông báo cho các bạn là lối ra ở đâu, các bạn đi Vũng Tàu thì sẽ có cái lối ra hướng về Vũng Tàu. Các bạn đi Đà Lạt hay đi đâu nữa thì các bạn đi thẳng. Anh xe bên trái anh đi chậm, anh đi qua đó ha. Thì đây mình cũng cẩn thận, mình đang đi cái làng này thì có nhiều anh em sẽ ta chuyển làng vô để ta lối ra Vũng Tàu, anh em cứ đi tiếp. Đá đèn nữa hả, giữ bay. Ủa, vậy anh? Nó bật hơi mạnh đó ha. Rồi tắt xi nhan. Các bạn mà mở xi nhan đá đèn là do các bạn cái tay bạn giới, các bạn bật xi nhan xong các bạn móc vô một cái nó đá, phải không? Thì bạn cứ gạt xuống thôi, các bạn còn móc vô một cái nữa. Rồi mình đi thẳng nha. Ai đi về Vũng Tàu thì phía bên biên hòa Vũng Tàu thấy cỏ gàng các bạn, người ta làm bự cho bả không? Không, bây giờ mới làm lại nha. Còn lúc trước là các bạn phải tìm tòi nha, chứ bây giờ làm ra đẹp rồi đạp ra tiếp. Có tìm tòi là đi hú thì... Đi hú hả? Đi nay về đi Vũng Tàu thôi, ra Phan Thiết tắm biển đi. Đúng không? Đi hú rồi ra tới Phan Thiết. Ừ. Thì thường thường nó sẽ có bản báo là lối ra quốc lộ 51, lối ra hướng ra Vũng Tàu 2 km, rồi nó có một cái bảng là 1 km, em quan sát chồng chuyển hay vô chồng. Rồi xong 500 m, rồi những cái biển là tổng cộng 4 cái biển bự cho bá lửa luôn mà các bạn không biết là thôi thua rồi. Đó. Nên các bạn quan trọng là quan sát định hướng và xử lý, quan sát đường, quan sát hướng, quan sát biển báo, quan sát xe, ui nhiều lắm. Đó. Rồi đạp ga. Thành trăm không? Đó, 100 mình sẽ có giảm xuống nữa, phải không? Dạ. Rồi em cứ đi bình thường, đạp ga lên. Giờ mình đông hơn chạm. Đúng rồi, mình đang mới có 70-80 à. Rồi, thấy chữ 60 không? Dạ. Rồi, lúc này thả chớn là vừa. Công trình đang làm các bạn. Xe nào các bạn thấy hồi nãy giờ mình quay thì các bạn thấy ở dưới đường mình thấy nó rõ, nó sáng không? À, tại cái xe mình là bóng halogen. Kia mình có mua một cặp bóng của một bạn kia, bóng led
gắn vô xài cực kỳ ngon, xài đến giờ chưa hư luôn. Hai đèn led siêu sáng 4.9 trên TikTok. Thì lúc đầu là xe mình bóng hydrogen nó cực kỳ mờ luôn, không thấy đường để chạy bạn, đi Đà Lạt không thấy đường. Khi mình gắn cái này vô nó sáng à, nó sáng nhưng mà nó không chói nha, tại vì xe mình nó có bi cầu chờ sẵn rồi. Bây giờ mình thắng gắn giống như bóng zin thôi, là tháo cái bóng ra cái chân nào cái bạn nói bạn ấy sẽ gắn vô cho mình, bảo hành như 2 năm lận, một đổi một, mình xài rất vẫn còn ok, mình không cần phải mở bi gầm chỗ nào chỗ nào tối lắm là đặt ra nhẹ vẫn sáng. Mà xài bữa giờ là cũng 2 năm rồi chứ. Ok, độ sáng nó sẽ sáng nhiều. Nhưng mà bóng hydrogen, bóng gì trời ơi, bữa đi đèo giống như là như mực. Rồi, vài ngang thì dứt à, đúng rồi. À, dầu dây còn 33, quốc lộ 1A còn 29 ha. Em lấy vô trong chút xíu nè, đúng rồi, giữa làn đường 0-50-100 là khoảng cách an toàn trên cao tốc nha cả nhà. Cái này á, đúng ra là nó để vậy thôi, nhưng mà tùy theo tốc độ của bạn và giữ khoảng cách. Khi có sự va chạm là người ta sẽ phạt các bạn là không giữ khoảng cách an toàn là mấy triệu á, thấy không? Rồi tiếp tục thôi. Đây là cái biển báo thông báo mình chạm dừng chân nè, thấy không? Nó còn 2 km nữa đúng không? Đó, rồi xong đến còn 1 km ha. Rồi nè. Nó có biển báo thông báo hết bạn, 2 km, 1 km, 500 m ha. Rồi nhập vô thì các bạn nhớ giùm mình, các bạn đi ở đâu đi thẳng lên chưa? Đúng rồi, này còn làn khẩn cấp mà, còn 1 km nữa mà, đó có thông báo nè. Khi các bạn di chuyển thì rồi đập ra đi, đập ra đi, mở xi nhan trái qua giờ chậm lại thôi, chậm không qua được rồi, tắt đi. Thứ nhất á, mình còn mới, mình phán đoán nó còn hơi bị chậm chút, hiểu không? Rồi mở xi nhan, rồi không đập ga lấy gì qua, rồi mà họ cái không luôn. Có đập ga cái suy nghĩ đợi cái người ta lên, thấy không? Thấy chưa? Rồi đập ga lên đó, cũng không đập ga thôi. À, thứ nhất á là một là dứt khoát, chứ không hai là không có chừng chờ. Mà trong khi đó để quan sát kiến hậu ở sao là xe người ta còn muốn chuyển xa. Cái mở xi nhan rồi cũng không chịu qua, cái đợi suy nghĩ giờ qua không ta, bây giờ nó đang chạy lên sao, lúc đó là lên đến nơi rồi, xong cái xong đòi cái đồ qua là nguy hiểm nha. Rồi mình đi bên phải. Khi các bạn chuyển làn là bạn phải một là quyết đoán liền, thấy không? Thứ hai là các bạn đụng rồi, chứ không có chần chừ. Các bạn chần chừ là rất nguy hiểm, các bạn chần chừ suy nghĩ xong là xe đến nơi, các bạn qua là tiêu. Thì mới mà còn chưa cái nắm gõ cái đó thì đi học với mình sẽ chỉ thêm. Đi bên đây hai làn mà. Xe tải đó, quay vô đây rồi xong mình quanh bên trái ha. Đi anh ta vô đó, có chân xe công ra đó, đi là hẳn lên trên kia, cái mình vô mình tập dè ha, lên rồi. Rồi anh công dừng lại đi tiếp, hẳn lên trên luôn.
lên trên đó ngay chỗ xe đen không, ông xe trắng ông chui vô nữa, lên nữa, lên trên luôn. Rồi nhớ cái bài không, nhớ bài không? À, bên trái là vật cản nhà xe mình bên trái không? À, đi lên nữa, xe khách nó kia nó vô rồi đó, ngay chỗ Defender đó, đó thấy chưa, xe nào cũng được Defender đi, đúng rồi, cái vật cản là bánh xe của nó đó ha, thấy chưa? Rồi vai mình qua cái vật cản lên nữa, em lên nữa, vai qua chứ ngay vật lên nữa là giữa cái vai mình, giữa xe đó. Vai mình giữa xe nè, rồi có phải qua cái chướng ngại vật là ngay chỗ cái bánh không, đúng chưa, nửa mét đúng không? Rồi đánh hết, lái qua phải đi, rồi chúng ta giải thích đánh hết luôn, rồi tiến lên nhẹ cái, tiến lên quan sát hai bên, rồi em ngó lại cái kiến hậu bên trái giùm thầy, rồi thấy có kiến hậu bên trái nữa, lên nữa đi nữa, rồi thấy đầu xe chưa, nằm trong kiến chưa, rồi dần thấy chưa, thân xe đang đó nhìn trong kính cho hậu nè, thấy cái đầu xe nãy không, thấy này ý bình đờ thấy không, rồi thấy cái khoảng cách gì không, rồi em móc lái vô, em muốn đua xe đi về đâu đó, lẹ tay vô mạnh dạn vô, rồi gài số lui EG, rồi lô xuống, rồi quan sát đó, tiếp tục lùi, có dướng đâu, thấy không, thấy chưa, lùi tiếp, thấy đẹp chưa, nữa đó, chừng nào nó hẹp thì trả lấy lại bớt, còn không hẹp thì lùi tiếp đó, trả lấy lại bớt, dần dần lùi, lùi đi em, cứ lùi đi, đạp cái nhẹ chút xíu, rồi thủ quá thắng, rồi trả lấy thẳng lại, rồi sáng sớm còn bỡ ngỡ ha, rồi bây giờ là chậm thôi, thấy bên đó nó hẹp đúng không, thấy hẹp không, rồi tiếp tục lôi tiếp, rồi em dừng lại đi, rồi em tiến lên lại, tại vì bên đó em đậu bên đó nó hẹp, bên đây rộng, rồi bây giờ hiện tại bên trái mình đang hẹp, mình muốn cho bên phải nó qua bên phải thì lấy bẻ lái qua phải tiến lên, cả ít thôi, bẻ ít thôi em, chứ đâu phải bẻ nhiều, em tiến lên đi, rồi ngó về phía trước, không cần phải ngó bên hông đâu, đi lên, lên nữa, buông thắng ra, rồi trả nó lại, rồi tiến lên nữa, rồi trả nó thẳng luôn xuống, rồi cái vô lăng này em cũng không hình dung ra được nè, vô lăng á là chữ T nó nằm vậy là không phải đúng nè, chữ T nó nằm thẳng, bây giờ em không biết nó đang bánh nó thẳng hay méo đúng không, đánh hết lái một bên đi, đánh cứng ta lái luôn, đánh cứng ta lái luôn, rồi trả lại hai lần, một thêm cái nữa, hai, đó chữ T nó thẳng mới đúng bài nha, rồi lùi xuống, rồi em muốn thắng cái đi, rồi thắng lại, ok, rồi trả lại chính nào, rồi cắn tay luôn, cái chữ B luôn.